Ok, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Duy Khả nào ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chương trình Anh Nghe Vinh bánh sinh nhật 7 năm của cục máy chủ võ công truyền kỳ .net nha mọi. Và vừa rồi Khải có mua cho mình đó là bánh sinh nhật 7 xu. Thì hiện tại anh này Khải chưa ăn nha mọi. Thì anh Nghe Vinh lần này sẽ được 3 tỷ rưỡi nha. 3 tỷ rưỡi thì Khải tính sơ sơ chắc Khải sẽ ốc khoảng hơn 2 cốc nha mọi. Và chúng ta cùng lên hoa sơn cảnh kia chưa. Còn anh Vinh thử sẽ được gì nha mọi. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi người. Hôm nay cũng nghe mười chục của Khả nữa mày. Em chục Khả 103 này. Lên hoa sơn anh nghe quần em xem. Đây. Ô, cái vô mặt nạ cho đẹp nó làm nha. Đã sẽ đổ nghe 10 luôn nè mày. Mình kháng giả 9, kháng lôi 28, kháng lôi 25, kháng lôi 5, nội lực, kháng lôi 24, kháng lôi 13, làm chậm 20, kháng lôi 28, làm chậm 40, kháng lôi 27. Đó, hiện tại kháng lôi của Khả đang được 15 cộng 2 nè mày. Rồi, giờ các anh nghe quần em xem nha. Đây là con game mới trưởng nha nè. Anh chắc khoảng 105 gần 106 rồi nè. Sẽ lên hạng 200 á. Rồi, Evan lần này thì chỉ tốn 7 kill nè mày. Không cần tốn điện, tốn kim, không cần cô tốn hết nè mày. Hui. Không cần nè mày. Khả thấy mấy bánh hay không cũng vậy. Đó, một lần mày boss này. Hai lần mày boss này. Tìm mấy cái nến kỹ năng tiềm năng cho ai nó mang nữa đẹp nè mày. Đây, game mới trưởng rồi nè mày. Khả đăng tên full Phật Tâm và full và 8 điểm lưu thủy. Nó tăng 30 tốc độ. Còn lại là có thể nói là gần full đam. Rồi, vui. Một tiếng thối lộ. Phú Nhân Đại. Vé số. Số may mắn. Đây là vé số may mắn này sẽ nhận thưởng vào ngày 26 tháng 4 nha nè. 25 tháng 4 nha. 8 giờ 25 tháng 4. Tiếng thối lộ. Hết 250 cái. Ốp 104. Đây, sát thủ giảm phong độ. Lần bài boss, cố gắng tìm khoảng tầm chục lần bài boss rồi. Sau con thành đánh chơi nè mày. Tầm này tiền dạng hiếm quá nên là đánh hơi phí nữa. Lần bài boss là ngày 26 tháng 4 lận. Một tiền hồng. Đồ thì tinh đâu nè em? Kiếm khoảng 5-7 viên thì tinh bù lỗ nào. Thì tinh đâu? Một cái pháo. Cái pháo này bắn ra được bánh cống nghiệp phụ dung nha mày. Hên xui được nha. Cha con chạy tầm kích rồi nè. Khổ vải đái nha. Hello Duy chờ cầu nha mày. Má nó chặn nó đánh tè lè ông bí luôn. Khó chịu vãi. Thưởng điều với bọn nó luôn em ơi. Một mạnh quá. Mạnh quá. Thế lực. Ồ, không bên làm gì thì tên đâu. Chưa có biết thì tên luôn em ơi. Ảo ma Canada vãi. Anh nhủ yếu của này kiếm thì tên nữa. Ít hôm ép đồ không mọi người. Mà chưa có viên thì tên luôn. Vãi đạn. Không biết bảy kim tụi này anh lời lỗ rồi. Chưa hết mà thấy nghi nghi rồi á. Không thấy có gì rồi á. Thế lộ sắp mặt rồi ạ. Bị kia mà mới có 3 lần bài boss nè. Mới khoảng tầm 500 xu. Chà, càng nhiều như đàn ơi. Biết ra gì nữa ra. Tiền phúc quá tủ đầy. Phúc tủ nhiều dưới ta. Một lần bài boss. Một viên thị tinh. Hai viên thị tinh. Ui xời ơi, gần 800 cái mới ra được hai viên tự tin nữa mà. Hai viên tinh hồng nữa. Lần này mình vẫn cần thị tinh hơn em ơi, không cần tinh hồng lắm. Cho toàn tinh hồng không. Ok em ơi, giao dịch này cho anh em xem thử được thu được cái gì này. Bảy kim, được rồi. Kim thu được cái gì đây? Đầu tiên chúng ta thấy là có 4 lần bài boss này. 4 lần bài boss con khoảng 120 xu thôi. Là 4 con này khoảng 480 cho 500 ơi. Rồi bên này 60 xu bên nữa. 60 xu. 1.2 24 300 là 800 xu. 8 xu với tinh hồng của thành cho 100 xu ơi. 800 xu cái này là 4 viên nữa là 1K2. Một viên thủy tinh. Thủy tinh 300 này, 1K5 viên thủy tinh là 300 rồi, K8. K8 không bên 100 xu. Không bên 200 nha, bên 200 là 2K xu. 2K xu. Ôi. 2K xu nè mày. 2K xu, tiền thổ lộ rồi, mấy bình nè. Tiền thổ lộ là 15 xu bình, 2K xu nha. 2 4 5. Đây cho 10 bình thôi. Lần 150 xu là 2K1, 2K1 50. 2K1 50 nè mày. 2K1 50. Cái này thừa, mấy này thừa. 2K1 50, cái này thừa. Rồi. 2K1 50 nè mày. Ôi trời ơi. Hello này mới vô nha, kính chúc anh em buổi tối xem live dễ nha mọi người. 2K1 50 à, mất cái 2K1 50 thôi mày.
Rồi, cắn luôn cái cuối cùng rồi. Còn 122 cái. Kiếm vài viên thủy tinh mới ok rồi nó ơi. Chủ yếu thủy tinh thôi mà. 21, 50, 90 cái nữa. Tinh đâu? Tinh hồng nữa, em ơi, ra tinh hồng nhiều vậy. Rồi, nó cũng như tiên lân. Rồi, 21 này cho 200 đây, 23. Rồi, cái này đồ sắp làm cái gì? Một boss này khoảng 150 xu. Là 25. Hui. Ôi, lần bài boss nữa. 25 cho 26. Này cho Act 9, 26. Hui. Trời, hắn đang có 200 nữa, 27. Ôi, hắn này ăn lỗ dữ người ta. Hai thu được 2k7 thôi em ơi. Không có một bộ nến đâu luôn. Lỗ 4 kim 3. What the hell. Lỗ một lần 4 kim 3 nơ anh em ơi. Cùng độ này làm gì đây. Cùng độ này vẫn chắc được 200 xu á. Rồi ok cho tổng lỗ chứ còn cái này cá nhân được 200 xu nữa đây. Cái này cho hai cái này cho 200 nữa đây. Thu được 3k1 nè mày. Thu được 3k1. Nhưng tinh thần cho 100 rồi. 3k2. Nói chung là lỗ 3k8 nè mày. Lỗ 3k8 nha mọi người. Lỗ 3k8. Cái này cho 100 xu rồi. Lỗ 3k7. Rồi chung là anh em vừa lần này thì lỗ 3k7 và ạc úp được 105 gần 106. 3k7 thì lỗ 3k3 nè mà. Lỗ 3k3. Chung thì anh em vừa úp cấp là ok nè mà. Nói chung là chắc chắn là lỗ khó mà lời quá. Rồi hãy gom bắn này lại luôn. Những cái thứ cái này chống trường. Rồi bỏ bớt tiền thổ lộ qua lại đây. Chặt chỗ quá. Thì tinh thì đồ hãy đi cho ai khác cánh rồi. Bài boss này, sinh lực này, tinh hồng này, cuồng nô, thiên sơn này, cá nhân. Rồi, được hãy mở thêm mấy chục cái kia thử, mấy chục cái bánh này thì có gì cả trời kính, ăn chín cánh rồi nè. Hãy cho nó đi cắt à. Rồi, mở mấy cái chữ cuối cùng này mà, mấy cái chữ đây, 64 chữ này. 64 chữ hộp quà. Cái này là một hình xui ra mà phi phong rồi nè mày. Cố gắng kiếm cái phi phong kỹ năng nè. Mở cái 7 tuổi nè mày. Mở 7 tuổi hình xui ra phi phong nè. Có 7 tuổi nè. Được rồi cho 9 cánh nè mày. Từ nha, đem đợi tí nha. Được rồi cho 9 cánh full rồi, khai cho còn luôn. Rồi ok nè mày. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái chữ ra một cánh nhạc chính nè mày. Nhạc chính cánh mắt là muốn đến cực lo còn lon nè. Rồi như là cánh cái chữ tuổi nè. Ra phi phong nè, hình xui nha. Ô mình full luôn rồi. Full 20 chữ rồi. Mừng full luôn. Full luôn. Full luôn. Ok, 20 full luôn. Ôi, thế này mình full hết mà không có một phi phong nào luôn em ơi. Hôm trước thì anh máy ạc á. Cái dòng trận nó full hết rồi. Ô, cái này càng nhiều giờ đạn vậy. 6 quả không ai đấu giá. Khổ dữ. Không ai đấu giá luôn nè, không ai đấu quả luôn. Rồi, nói chung là không có gì rồi em ơi. Cảm ơn em đã theo dõi video nha. Và đừng quên ủng hộ Khả một like, chia sẻ, ủng hộ chơi ở cái lần video vừa rồi. Úp cho con nghe mi trưởng nha Nam. Nghe mi trưởng, nghe mi trưởng của Khải Nam ơi. Đây Nam ơi. Rồi, được 2 cấp thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một video anh Evan của nghe mi búp nha mọi người. Anh nghe mi búp nha mọi người. Ừ, xe, cho xe vào kiểu xe không, không anh xe là xe nó cùi lắm Nam ơi. Xe, nếu mà không anh xe á, nó rất là cùi. Xe nó sẽ dần dần nó bị thọt cấp nè. Nó sẽ bị thọt cấp. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một video tiếp theo đó là anh nghe mi búp nha mọi người. Anh em theo dõi đừng quên nhấn like, chia sẻ, ủng hộ Khải nè mà. Nói chung là phải đầu tư xe, khuê xe nó mới khỏe cũng như là mới gánh được nổi tem này mà. Mới gánh được băng. Chứ giờ không ai đầu tư á. Nói chung ít nhất phải cần 10 người cho đến 15 người tương đương giống Khải á. Đầu tư hết xe chính thì băng nó sẽ khỏe hơn á. 10 đến 15 người là được rồi nè mà. Còn lại những anh em chơi tà vẫn chơi được. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ với anh lại với nghe mi búp nha nè.